Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin Câu chuyện kiểm duyệt nghệ thuật tại Việt Nam. Báo AFA ngày 1 tháng 8 có bài viết với chủ đề về kiểm duyệt nghệ thuật tại Việt Nam. Bài viết lấy ví dụ buổi biểu diễn của nhóm nhạc Blackpink tại Hà Nội cùng với ý kiến của nhạc sĩ Tuấn Khanh và nhà văn học Nguyễn Ngọc Tuấn về sự kiện này. Và đây là hình bài viết trên báo Đất Việt. Theo đó, hai đêm diễn của nhóm nhạc Hàn Quốc Blackpink tại sân vận động Mỹ Đình vào cuối tháng 7 vừa qua thu hút khoảng 60.000 khán giả tham dự. Theo AFA, thì số tiền bản quyền được nói lên tới 10 tỷ đồng. Đêm nhạc này được báo chí trong nước dùng những từ như bùng cháy, ấn tượng, cơn sốt, máu lửa để diễn tả sự cuồng nhiệt của khán giả, hầu hết là giới trẻ đến xem hai buổi diễn này. Nhạc sĩ Tuấn Khanh nhận định rằng, một khi giới trẻ không tìm thấy thần tượng quốc nội, những thần tượng mà lâu nay người ta bằng mọi cách tuyên truyền và ấn vào đầu rằng đó là thần tượng, thì họ đã im lặng chối bỏ theo một cách thức bản năng nào đó và họ tìm đến thần tượng theo sở thích và bản năng của họ. Vậy cần phải xét lại rằng, chương trình giáo dục và giới thiệu về những nhân vật đáng kính trọng của Việt Nam theo ý của nhà nước và các cách của tổ chức như vậy là thất bại. Không thể trách được giới trẻ Việt Nam khi họ la hét hay gào khóc trong chương trình, bởi đó là sự tuyệt vọng của giới trẻ nhìn ra một thế giới tự do và đang phát triển mà không thấy bước chân của mình ở đó. Đó là sự khóc cho tuyệt vọng. Nhạc sĩ Tuấn Khanh bình luận tiếp, sẽ không bao giờ có một nền giải trí đúng nghĩa tại Việt Nam, bởi công nghệ giải trí phải khởi đầu bằng sự tiên phong và những sáng tạo rất bất ngờ, mà những điều đó ở Việt Nam phải đi qua ý tưởng kiểm duyệt. Cái thứ hai, trong một đất nước mà truyền hình là nòng cốt của tất cả mọi thứ, lại đều do nhà nước kiểm soát. Nhà nước chỉ ban phát cho những ai làm đúng ý nhà nước, thì công nghiệp giải trí chỉ phát triển theo khuynh hướng của nhà nước mà thôi. Khi nhà nước thấy xuất hiện YouTube là nơi người ta có thể phát triển khả năng mà không cần xin phép, thì nhà nước bằng mọi cách kiểm soát, ngăn chặn, bắt phạt, thậm chí bỏ tù, thì làm sao công nghệ giải trí của Việt Nam phát triển được? Đừng quên, Việt Nam đã bỏ rất nhiều tiền để mua những format của những nước tự do trên thế giới, như Việt Nam Idol, The Voice, Việt Nam Next Top Model, cả triệu đô la, nhưng không thể thành công. Và đây là hình một fan của Blackpink tại Hà Nội. Lý do bởi Việt Nam là một quốc gia kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, chứ không phải là một quốc gia mà những ý tưởng sáng tạo và vượt lên cùng với thời đại và dẫn đường cho những người nghệ sĩ có khả năng bộc phát tinh thần của mình. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tuấn từ châu Âu nêu nhận xét về hiện tượng này rằng những chương trình ca nhạc trong nước không có sức thu hút với giới trẻ bởi họ chưa nắm bắt được tâm lý giới trẻ, không đánh được vào thị hiếu của giới trẻ. Tôi không trách các bạn trẻ, mà tôi trách những người làm công tác nghệ thuật. Việc giới trẻ cuồng nhiệt, thậm chí thái quá trong đêm diễn, cũng như trong các trận đá bóng, cho thấy giới trẻ sống không có niềm tin, và đó là sự bế tắc của họ. Bế tắc cả về cảm nhận lẫn các tác phẩm nghệ thuật. Người lớn không nên áp đặt quá khứ của mình vào thế hệ trẻ bây giờ. Kiểm duyệt chặt chẽ tất cả tác phẩm nghệ thuật là cách mà nhà nước Việt Nam chủ trương thực hiện từ sau năm 1954 ở miền Bắc và sau năm 1975 ở cả miền Nam. Sự kiểm duyệt này bị nhiều người cho là phơi bày sự yếu đuối về mặt chính trị của nhà cầm quyền. Chính điều đó kìm hãm sự phát triển nghệ thuật của giới trẻ từ trong tâm thức. Một cuộc triển lãm tranh ở Hà Nội vào tháng 7 năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ, phải đóng cửa trong ngày đầu tiên vì cơ quan văn hóa cho rằng bức tranh chính của triển lãm Điện Biên Phủ vẽ lá cờ bị rách quá và vẽ anh bộ đội không đẹp, không đúng về giải phẫu. Có nhiều bộ phim không được phép trình chiếu ở Việt Nam vì vi phạm quy định của luật điện ảnh, nhưng ra khỏi nước thì được hoan nghênh vì nội dung hay, hình ảnh đẹp và diễn xuất chân thật. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Câu chuyện kiểm duyệt nghệ thuật
tại Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Tin tặc theo dõi, tống tiền, dính tới nhà nước Việt Nam. Hãng tin Reuters ngày 1 tháng 8 cho hay, các chuyên viên nghiên cứu của công ty HornSciences, một công ty chuyên về an ninh mạng, trụ sở thành phố Austin, tiểu bang Texas tại Mỹ, cáo buộc Cloudy, một công ty chuyên cung cấp dịch vụ điện toán đám mây, đã cho thuê các không gian của máy chủ của họ cho không dưới 17 nhóm tin tặc khác nhau, có nhà nước bảo trợ tại Trung Quốc, Nga, Iran, Bắc Hàn, Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam. Và đây là hình Reuters đưa tin. Dịch vụ điện toán đám mây là một dịch vụ máy tính lưu giữ dữ liệu trên Internet thay vì trên các máy tính hoặc thiết bị cục bộ. Nó cũng có thể bao gồm các dịch vụ máy tính xử lý thông tin trực tuyến. Giám đốc điều hành Cloudy, Hanan Nozari, đã lên tiếng về báo cáo này của Halcyon, nói rằng công ty của ông không thể chịu trách nhiệm về khách hàng của mình, trong đó ông ước tính chỉ có 2% là độc hại. Trong một cuộc trao đổi qua Clint, Nozari nói với Reuters rằng, nếu bạn là một nhà máy sản xuất dao, bạn có chịu trách nhiệm nếu ai đó lạm dụng con dao không? Tin tôi đi, tôi ghét những tên tội phạm đó và chúng tôi làm mọi thứ có thể để loại bỏ chúng. Còn HornSciences thì khẳng định trong báo cáo của họ rằng, các nhà cung cấp dịch vụ đám mây, dù không có ý, nhưng là một phần nhân tố quan trọng khác hỗ trợ nền kinh tế phần mềm gián điệp đang phát triển. HornSciences nói thêm rằng, những nhà cung cấp này đã cung cấp dịch vụ cho những kẻ tấn công. Khi trao đổi với hãng tin Reuters, ông Nozari nói rằng, nếu anh có nhà máy sản xuất dao, anh có bị truy trách nhiệm khi người nào đó dùng con dao làm bậy hay không? Tin tôi đi, tôi ghét bọn tội phạm và chúng tôi làm hết sức để loại bỏ chúng. Báo cáo của HornSciences cũng nói, có một nhà cung cấp phần mềm gián điệp Israel có công cụ được biết là nhắm vào các nhóm xã hội dân sự đang sử dụng dịch vụ Cloudy. Nhưng HornSciences không nhắc đến công ty này. Giới chuyên viên bảo vệ an ninh mạng thì cho rằng đây là một trong những thí dụ điển hình của những nhóm tin tặc đã núp bóng các công ty nhỏ ở bờ mép không gian mạng để gây ra những vụ tác hại lớn. Trong khi Cloudy nói chỉ có tỷ lệ nhỏ khách hàng của họ là bọn bất lương, công ty HornSciences lại ước lượng có đến phân nửa dịch vụ của Cloudy phục vụ lại độc hại, gồm cả dịch vụ cho những nhóm thuê bao là hai bọn rải mã độc tống tiền. Và đây là hình báo cáo của HornSciences. HornSciences cũng xác định một danh sách dài các cuộc tấn công liên quan đến IPT do chính phủ tài trợ kéo dài vài năm, dường như đang sử dụng các dịch vụ Cloudy. Theo sự tìm hiểu của hãng tin Reuters và được ông Nozari xác nhận, công ty Cloudy trước đây ghi danh hoạt động dưới cái tên Reuters Hosting ở cả đảo quốc Cyrus, Trung Đông và tại tiểu bang Wyoming tại Mỹ. Ông ta nói rằng ông ta cần địa chỉ ở Mỹ để có thể thiết lập đúng thủ tục khai báo địa chỉ hoạt động dịch vụ mạng tại Mỹ. HornSciences nói rằng Cloudy có thể đã vi phạm các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ. Dịch vụ trên không gian ảo chằng chịt những hoạt động từ lương thiện đến bất lương. Theo ông Adam Meyer, một giám đốc điều hành của công ty an ninh CrowdStrike, mô hình kinh doanh của Cloudy tiêu biểu cho nhiều công ty nhỏ của tư nhân cung cấp dịch vụ máy chủ trên mạng ảo cho người ta lưu trữ trên đám mây để đổi lấy tiền điện tử, không cần biết người ta làm gì. HornSciences giới thiệu họ là nền tảng bảo mật, thích ứng, chuyên dụng đầu tiên trong ngành kết hợp nhiều công cụ phòng ngừa độc quyền, tiên tiến cùng với các mô hình AL tập trung đặc biệt vào việc ngăn chặn các phần mềm gián điệp. Vào tháng Giêng năm nay, có tin nói khoảng 75% những người dùng mạng Internet tại Việt Nam nhận được các tin nhắn lừa đảo tài chính. Trước đó, vào tháng 9 năm 2022,
Một báo cáo gửi Quốc hội Việt Nam nói rằng, dữ liệu cá nhân của 68 triệu người tại Việt Nam bị rao bán trên mạng. Và trước đó không bao lâu, tin tức nói rằng 100.000 trương mục ngân hàng của người dân tại Việt Nam bị rao bán với giá 500 đô trên một diễn đàn. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Tin tặc theo dõi, tống tiền nạn nhân dính tới nhà nước Việt Nam. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Twitter, YouTube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.